điểm của anh á có vấn đề là con cái, nhưng mà em cảm thấy là em không có thể để làm cái chuyện đó cho anh được. Tại vì sau cái đổ vỡ em cảm thấy là em rất là có lỗi với con của em. Em chỉ muốn là toàn tâm toàn lực để cố gắng bù đắp cho con của em thôi. Đó, còn thí dụ như em cần là một người đàn ông cùng chia sẻ để mình cùng với nhau đi cái quãng đường của sau này. Khi mà em bước chân em thôi á, là em quyết định là em sẽ toàn tâm toàn ý để em bù đắp cho con của em. Đâm ra là chỉ cả em tên là Quỳnh Ngọc Mai, em 36 tuổi. Em đến từ Trà Vinh. Mai làm công việc gì? Hiện tại thì em tự kinh doanh. Ở Trà Vinh luôn hả? Dạ không, em kinh doanh ở trên đây, Sài Gòn. Kinh doanh gì Mai? Dạ em kinh doanh một quán ăn gia đình nhỏ. À, quán gia đình. Tự rồi. Kinh doanh mỹ phẩm. Rồi, em trai. Chào anh Hùng Linh. À, cứ ngồi đi em trai. Dục Lan và các chị gái khán giả. Dạ, chào anh. Em tên Lê Văn Hoàng, năm nay là 44 tuổi. Sao anh khóc quá? Khóc quá. Em quê ở An Giang, lên lập nghiệp thành phố là 3 mấy năm, nhà cửa ở đây, ở quận 5. Hiện nay em đang làm gì? Em buôn bán tự do. Nói chung là ví dụ như hồi đó là em làm bên đá quý, nữ trang. Rồi sau này nó không ăn nữa, em vô lấy ai cần bên cái mặt hàng đó thì em cầm chào, có lời thì em bán, em lại em trả về chỗ đó. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì? Cái ưu điểm của em là thích nấu ăn cho vợ em ăn, thích vậy đó. Hay gì đó. Ví dụ như chỗ nào mà bán cái gì mà đang nổi tiếng trên mạng đó em phải chạy đó. Em đang chở dạng rồi đó, em sẽ làm ra. Trời ơi. Không được, em có làm cho bằng được. Cái vụ này là thấy được điểm cộng bên nhà gái rồi đó. Em có khuyết điểm gì? Em thì nói chung là đi làm cái công việc rồi về thì thấy vợ này nó thấy em buồn đó, chứ sợ chứ ấy thôi. Làm việc gì đi? Thì vô đi buôn bán gì đó. Sợ chứ vợ nó ghen chứ biết nói sao nữa. Ôi, còn nhà gái nè, ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em trước thì ưu điểm của em là nó ăn ngon. Em là cái tiếp người phụ nữ của gia đình đó. Đâm ra là em chăm sóc gia đình cực kỳ tốt. Còn cái khuyết điểm thì em có sự nóng tính, giống như cái người thích cầu toàn á. Thành ra là cái gì mình làm cũng phải theo ý của mình. Cái đó là cũng là một cái khuyết điểm của em. Rồi, được tình duyên của em sao? Lúc đó là em có vợ, đứa con trai. Vì con ráng ở, lúc đó con có mấy tuổi rồi, ráng ở cũng bằng hoài không dư. Nó rồi đâm ra buồn, rồi có một đứa gái. Sau này nó được lớn 4 tuổi rồi nó đi bệnh. Rồi công thầy với Cần Thơ nó chị được, nó đem cho bên vợ chị rồi nó chết. Chết rồi em mới buồn, em mới ăn nhậu, không nghĩ tới ngày đó nữa. Cũng như là em muốn hủy diệt cái đời em luôn á. Bi kịch gì? Em vô tới bệnh viện bố em xin bác sĩ mà có thể cứu nó được, lấy luôn cả tấm mạng con cho hết tất cả. Miễn sao con gái sống. Tại em rất là thương con, nhưng bác sĩ nó không cứu được thì em nói ra là em sẽ khóc. Em thì chỉ có 2 mối tình thôi. Mối tình đầu tiên là ông xã cũ của em, là được 9 năm. Mình phụ nữ mà, gọi là cái từ chịu đựng á. Khi mà mình chịu đựng tới một cái giai đoạn nào đó, mình chịu đựng không nổi nữa thì mình buông. Cái của em á thì năm nay 13 tuổi, còn bé trai thì được 9 tuổi. Bây giờ giống như là em đang kinh doanh quán ăn gia đình á, dạng quán nhỏ, thì có nghĩa là ba mẹ con sống được. Sống được hả? Dạ. Với cái nhà đó mình thuê, nhà của mình em? Dạ, nhà thuê ạ. Trả tiền nhà rồi nuôi con vậy có đủ không? Dạ, tại vì em giống như quán là em tự em đứng ra em nấu luôn. Em không có thuê ai cả. Dạ, em chỉ là thuê thêm một cô để phụ dọn dẹp được với em thôi. Còn đứng nấu là em đứng nấu chính luôn. Thật ra là vất vả lắm. Dạ. Để mà nuôi được 2 người con ở Sài Gòn không có nhà. Phải nói là cô gái ấy đã nỗ lực rất là nhiều. Mấy người xinh đẹp á, hay lận đận tình duyên lắm. Hồng nhan bạc phận. Đúng rồi. Thật ra thì những người xinh đẹp như chúng tôi chỉ chờ một người đàn ông tử tế. Không, để mình nói có một người bên kia thôi. Mình nói có một người đang ngồi thôi nha. Đừng có nói người thứ hai đây nha. Đúng không? Nói thôi đúng là duyên số em gái ha. Dạ, không dạ. Sao, xinh đẹp mình có quyền chọn cho mình một đúng. Người. Đừng lo lắng điều đó. Anh thấy đằng bên nhà gái rất là dễ thương nha. Rất là xinh luôn á. Thôi được rồi, giờ mở rào cho hai người gặp mặt đi. Mở rào. Anh tặng em đó qua. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Gì đúng vậy? Ai biết sao tặng em luôn quá. Rồi em hỏi anh đi, anh không biết gì hết. Đi tới nhận quà kìa. Dạ, cái này thì em không biết anh có thích hay không. Nhưng mà cái này là cái nhiếc để cho kiếm được thật là nhiều tiền. Dạ, cảm ơn anh. Còn cái này là em có một chút tấm lòng, là cái này là rau câu tự làm. Thành ra là em mời anh với mọi chú Ngọc Lan luôn. Cái này thì em cũng hỏi anh trước luôn, nếu mà mình đến với nhau á, cái chuyện mà làm dâu á thì em không ngại. Em là cái người gọi là của phụ nữ của gia đình, em chăm sóc gia đình rất là tốt và em cũng là cái người gọi là biết cân nhắc giữa hai bên. Ở thành ra cái chuyện mà làm dâu là em không ngại. Nhưng mà em ngại có một vấn đề là nếu mà để cho em, để em sinh con thêm nữa thì chắc chắn là em sẽ không sanh. Sao vậy? Cái vấn đề là chuyện gia đình của em á, để cho con em nó bị thiếu tình thương á là lỗi của em. Tại vì em là cái người quyết định để tạm dừng cái cuộc hôn nhân đó thì con em nó cũng đã bị thiếu tình thương một phần nào rồi. Em là phụ nữ mà. Rồi thí dụ nhiều khi em có một cái gia đình mới, em có con nữa, em biết bản thân em cái nhược điểm, bản thân em là rất chú trọng về gia đình. Tâm ra là em sẽ tập trung cho cái gia đình đó thì em sẽ bị sao lãng đi cái vấn đề của hai đứa con em. Tâm ra là em không có muốn. Còn riêng anh thì khác, ví dụ như anh muốn lấy vợ, sanh ra một đứa con, anh thích gái lắm. Còn nếu mà anh lấy em rồi, con em cũng như là con anh, thương đồng đều nhau hết. Dù sau này có sanh con ra,
cũng thương đều hết. Nếu không thương nó sau này anh già đi nó quýnh anh sao? Mình thương nó thì sau này mình già nó mới thương lại mình. Đúng, anh đẹp quan niệm không bao giờ mà ghét nít, em bảo vậy hết. Vì gì không có lý do gì mà mình không sanh đúng không? Đúng, ước mơ anh nó là thiếu con gái. Thí dụ như mà đẻ đứa trai là con trai cũng được, miễn là con đứa nào cũng cưng hết, mà những con gái anh mừng hơn. À, à vậy anh có trách nhiệm hết, anh không phân biệt mà con em con anh không thích. Thôi giờ chỉ không đẻ nữa thì con gái chỉ mỗi lần gọi anh về thì em về đi. Nhưng em thích người con của em ra nữa không? Tại vì em có đứa gái em mắc em buồn, muốn tìm một người phụ nữ sanh cho em một đứa con. Đó. Em cũng hiểu được cái nỗi đau của anh. Thành ra là anh muốn hiện tại là gặp một cô để cùng với anh, để những cái gì mà anh mong muốn. Còn đối với em rất thẳng. Thành ra là cái quan điểm của em á, giống như là em cảm thấy có lỗi với con em. Thành ra là em không có nghĩ về vấn đề đó. Có đâu có lỗi em. Không phải, tại vì cái quan điểm cá nhân của mỗi người. Nhiều khi cái lúc ban đầu á, mình chưa có tìm hiểu nhau, mình sẽ không có đi được tới cái điểm chung. Nếu mà mình có duyên á, thì để mình kết nối với nhau thì cái đó về anh em mình ngồi lại bàn tính lại. Với em á, thì cái vấn đề kết hôn thì lúc nào cũng sẵn sàng. Còn anh á thì mẹ anh hối sợ anh á, bằng đêm hôm ngủ quỳnh. Rồi thấy mấy ông anh bị tai biến á, không ai lo. Thì mẹ em lớn tuổi, ai cũng có gia đình. Nên kia em cứ vợ hoàng nó trả lấy vợ lấy đâu, không phải muốn bay lấy đâu. Bây giờ Hoàng bước tới nắm tay bạn gái nè. Xong luôn rồi. Nắm hai tay nhìn thẳng mắt bạn gái nào. Cuộc sống này chúng ta tổn thương nhiều lần lắm rồi, đừng để tổn thương một lần nữa. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Em băn khoăn điều gì? Thì mới đầu thì em cũng muốn, tại vì thấy anh rất là thật tình và vui vẻ. Nhưng mà khi mà nghe chú Linh nói thì giống như mình phải có trách nhiệm với bản thân của mình. Cái em thì hiện tại em đã mở lòng rồi để mình cho bản thân mình cơ hội. Nhưng mà cái quan điểm của anh có vấn đề là con cái. Nhưng mà em cảm thấy là em không có thể để làm cái chuyện đó cho anh được. Tại vì sau cái đổ vỡ em cảm thấy là em rất là có lỗi với con của em. Em chỉ muốn là toàn tâm toàn lực để cố gắng bù đắp cho con của em thôi đó. Còn ví dụ như em cần là một người đàn ông cùng chia sẻ để mình cùng với nhau đi cái quãng đường của sau này. Khi mà em bước chân em thôi là em quyết định là em sẽ toàn tâm toàn ý để em bù đắp cho con của em. Đâm ra là chỉ cần 3 năm thôi là em gắng cố gắng để em đưa con em lên ở với em. Chạy trong cái khoảng thời gian đó cũng là cả một vấn đề với em luôn. Chị rất là chia sẻ với em về cái suy nghĩ này. Dạ. Nhưng mà phụ nữ lúc nào cũng vậy thôi quý vị. Khi mà bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thì trách nhiệm với con nó rất là lớn. Phụ nữ đổ vỡ hôn nhân và nuôi con như chúng tôi thì có lẽ là hai anh khó có mà hiểu được lý do tại sao mà cô gái này lại quyết liệt với cái suy nghĩ đó của mình. Nếu mình sống ở ngoài á thì mình thấy là em bị như vậy thôi. Còn nếu mình sống thì chúng mình làm nhiêu được theo con. Nhưng mà cái gì mà chi phí là tiền, cái mức độ là sinh hoạt của mình. Theo con thì hai đứa yêu nhau cần lương làm nhiêu thì đủ nè. 20 lắm. Lâu. Một kiếm con. Lương đây chắc cả đó là đó.
Chiếc TV UBC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV điều khiển bằng giọng nói. Chiếc TV UBC này sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Một lần nữa, chúc các bạn sớm tìm hiểu nhau và đi đến hôn nhân. Cảm ơn mời các bạn. Quên quà kìa.
Như vậy là đã một cặp đôi đồng ý hẹn hò với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Mời bạn nam. Thôi ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em ngồi. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên cạnh. Em xin được giới thiệu, em là Đặng Bá Tùng. Năm nay 31 tuổi. Em đến từ Đồng Nai. Hiện tại cũng đang làm việc ở Đồng Nai. Đặng Bá Tùng. Dạ. 31 tuổi. 31 tuổi. Em làm công việc gì Tùng? Dạ, em làm bảo trì. Bảo trì. Dạ. Bảo trì tất cả thiết bị về điện máy hay là điện... Dạ, điện máy rồi các máy móc trong máy. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, em làm ở Trảng Bom, Đồng Nai. Trảng Bom ha, nhưng mà ở đâu? Dạ, ở Trảng Bom, Đồng Nai luôn. Trảng Bom luôn. Dạ. Quê ở đâu? Dạ, ở Đồng Nai luôn. Đồng Nai luôn. Dạ. Tức là Trảng Bom, Đồng Nai luôn đó. Dạ. Rồi, tới phiên mình, bạn nữ. Em tới dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh, tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay và bạn nam bên kia hàng rào hoa hồng. Trước khi giới thiệu về bản thân mình thì em xin tặng chương trình một bài thơ nhỏ mà em tự làm. Rồi, mời em. Dạ, cảm ơn bạn muốn hẹn hò cùng ông Mai bà mối Quyền Linh Cát Tường. Không chỉ vui vẻ dễ thương, lại còn duyên dáng kết xe duyên lành. Chúc chương trình ngày càng nhiều người đồng hành, xe nhiều duyên mới tiếng lành đồng xa. Hay. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ thì mình có thể giới thiệu dạ. Về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Diễm. Nickname của em là Milo. Nên Milo. Dạ, nên mọi người gọi em là Ngọc Diễm Milo. À. Dạ, năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em sinh sống và công tác tại quận 7. Công việc hiện tại của em là chuyên viên R&D, chuyên nghiên cứu và phát triển sản phẩm thuộc lĩnh vực thực phẩm. Hay ha, mạnh mẽ, cô gái rất là cá tính. Điểm mạnh điểm yếu của em? Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hoạt bát, em rất là hài hước. Nếu như mà ai mà quen biết em thì nói chuyện với em từ đầu đến cuối là em sẽ là bao vui, bao nhây, bao lầy, giống như cơm bao no. Bữa nay lát em làm sao em bao vui cho anh đó giùm chị nha. Dạ, bên cạnh đó thì em là người phụ nữ của gia đình. Em biết nấu ăn, việc chăm sóc nhà cửa. Nói chung là việc chăm sóc gia đình thì hoàn toàn là đối với em không có vấn đề gì cả. Bên cạnh đó thì em chăm chỉ siêng năng và em gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Mình đang sống với ai? Dạ, em đang sống với gia đình, bố mẹ và anh trai. Rồi. Thấy mình đó ổn nha, đàn trai, đàn gái ổn đó. Dạ, thấy có vẻ hoàn hảo lắm. Còn em? Dạ, em thì điểm ưu điểm của em lớn nhất là em có cái tính ham học hỏi á. Dạ. Ham học hỏi này dạ. Tốt mà. Dạ đúng rồi. Rồi. Em cũng biết chơi thể thao, rồi có thể hát được. Hát được. Dạ. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì em hơi nhát với bạn gái một xíu, với lại em ít nói đó. Ít nói. Dạ. Em ở Trắng Bom thì tức là từ Trắng Bom xuống đây bao nhiêu cây em? Khoảng 50 cây á. 50 cây số. Dạ. Em hay xuống thành phố Hồ Chí Minh đâu? Dạ, trước thì em học thì em cũng lên xuống nhiều, như giờ về nhớ làm thì cũng ít lên. Dạ. Rồi bây giờ nếu quen bạn gái trên thành phố thì mình sắp xếp như thế nào để mình hẹn hò? Dạ thì tuần lên lần được chị Cát Tường ơi. Tuần lên lần được không em? Dạ được chị, tuần lần được ha. Không, bây giờ đường xá cũng đi nhanh lắm, tức là nói 40-50 cây thôi chứ Trảng Bom thì có cái đường cao tốc á. Dạ. Dầu dây Long Thành thì mình đi rất là nhanh ha. Dạ đúng rồi. Không vấn đề gì cả. Rồi. Vấn đề là người ta yêu nhau thì chắc chắn là không có ngày đường xá xa xôi rồi. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi anh Linh. 2 dạ. Mối tình. Dạ. Sao chia tay? Thì cũng nhiều lý do, nhưng mà em quen hai bạn đó thì hai bạn đó em thấy rất là tốt. Dạ. Tốt rồi chia tay. Thì lỗi cũng do là do em nhiều. Dạ. Do em nhiều. Dạ. Đàn ông do em là như thế nào mình nói ra tốt đó. Nói ra để mình rút kinh nghiệm. Em làm sao mà để chia tay hai mối tình đó? Thì cũng
Thứ nhất là người thứ nhất thì ở phía miền Tây cũng hơi xa. Nói lớn lớn xíu em, giờ bên đây bạn gái nghe chứ. Người thứ nhất ở miền Tây hơi xa, là rồi, quá xa nên không có chăm sóc được, đúng không? Rồi. Hay dạ, sao? Dạ, không, cũng kiểu như với lại cũng kiểu như vậy đó anh Linh. Còn người thứ hai? Dạ, người thứ hai thì hai người tình cảm dần dần nó nhạt nên là chia tay. Quen bao lâu mà nhạt? Quen hơn năm. Hơn năm đã nhạt rồi, tức là cũng chưa yêu nhau nhiều lắm. Lý do sao nhạt? Thì như bạn gái có người khác đó, chị Cát Tường ơi. Bạn gái có người khác? Dạ. Rồi em phát hiện ra? Dạ. Rồi em có trao đổi với bạn đó không? Hay là khi phát hiện ra là chia tay luôn hay là dạ, phát hiện kéo? Chia tay luôn chị ơi. À. Rồi. Chắc trở đường tình duyên nha. Dạ. Còn bạn gái bên kia? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em cũng trải qua hai mối tình rồi chị. Mối tình đầu tiên thì là lúc em còn là sinh viên. Chia tay là tại vì trên là tuổi tác quá lớn. Lớn là bao nhiêu? Dạ, ảnh hơn em gỡ hơn 10 tuổi chị. Rồi bây giờ anh ở bên này là hơn em, như em biết không? Dạ, ảnh hơn em 5 tuổi. 5 tuổi là được không? Dạ được. Xứng đôi đúng không? Dạ. Rồi. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây khoảng hơn 1 năm. Lý do? Dạ, lý do là bởi vì cái suy nghĩ trong cuộc sống nó không có hợp nhau. Nên không có tìm được tiếng nói chung. Rồi. Quen nhau bao lâu? Dạ, quen nhau cũng khoảng 6 tháng. 6 tháng thấy không hợp nên chia tay luôn. Dạ. Mình có lý do không hợp là không hợp cái chỗ nào? Ví dụ. Dạ ví dụ như là em thì em làm cái việc gì thì em cũng có một cái kế hoạch trước. Em thích đặt cái kế hoạch trong cuộc sống của mình. Còn ảnh thì ảnh suy nghĩ hơi đơn giản. Nên khó tìm được tiếng nói chung với nhau trong cái sự trao đổi. Thì thấy em là một người rất là quyết đoán và đâu đó rõ ràng. Dạ, đúng không? Dạ, mình có vẻ cá tính là mình hơi mạnh mẽ. Dạ đúng rồi. Có phải vì mạnh mẽ quá nên bạn trai nên mình mới chia tay không? Dạ cũng có thể là một phần bởi vì em là một người cũng rất là rõ ràng chị. Rõ ràng trong công việc tình cảm, ví dụ như tình cảm mà mình quen nhau em cảm thấy em không hợp nữa hoặc là không yêu nữa thì em cũng sẽ nói thẳng. Em không có thích mà lấp liếm dây dưa. Dạ dây dưa để cuối cùng mình chia tay vì lý do là không hợp nhau, nó chung chung quá. Dạ nên em rõ ràng như vậy. Nó cũng nên có nhiều người nhận xét thì đó cũng là một cái khuyết điểm của em. Dạ. Rồi. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Mẫu người lý tưởng dạ, em cái mẫu người lý tưởng của em thì em rất là ngưỡng mộ anh trai của em. Em mong muốn là